khi mà chị tuyển dụng nhân viên quản trị như thế, chị có quan tâm đến cái bảng điểm hay là nói một cách khác là ngoài cái bảng điểm thì chị cũng quan tâm những yếu tố nào khác để đưa ra quyết định lựa chọn các bạn nhân viên? Lựa chọn các bạn nhân viên thì chị cũng có khi chị có nhìn bảng điểm đấy, nhưng mà chủ yếu là chị vẫn thấy là trong CV các bạn đã được học những cái gì rồi, hoặc là các bạn đã tham gia những cái gì. Cái đấy nó thể hiện là các bạn có những cái động lực nào để theo đuổi. Ví dụ như là các bạn tham gia các cái hiệp hội, hoặc là các cái diễn đàn, hoặc là các bạn có những tham gia các cái khóa học. Đấy thì mình biết được là bạn này có tính cầu thị, bạn này có tính học hỏi rất là nhiều. Mà bản thân cái nghề pháp chế là cái nghề phải nắm rất là nhiều kiến thức và thường xuyên trau dồi. Đấy. Thì luôn luôn cập nhật kiến thức, nhất là kiến thức pháp lý mà mình tư vấn mà nó lại lỗi thời chẳng hạn thì là chết rồi, đúng không? Thì hầu hết là các bạn mà có những cái trong CV mà nổi bật được cái ý là các bạn đã được làm cái gì, các bạn đã được học cái gì, các bạn đã được lĩnh hội được điều gì, thì là những cái ghi điểm khi mà chị tuyển dụng pháp chế.